chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một clip solo squat ở cái map sa mạc anh em ạ. Rất là nhiều anh em đã yêu cầu mình quay trở lại sa mạc và rất là nhiều anh em thích xem những clip mà mình solo squat. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay thì thực hiện những cái yêu cầu của mọi người, mình sẽ trở lại cái map sa mạc anh em nhá. Rồi, như vậy là Pekado của chúng ta ngày hôm nay là có người nhảy vào rồi. Mình thật ra thì mình đã chơi mấy trận rồi anh em ạ, nhưng cái nhà thi đấu Pekado dạo này nó cứ làm sao ấy, không có người. Cho nên là mình phải tìm trận nào mà Pekado phải có người thì bắn vào mấy xung anh em ạ. Thanh niên này người điếc chơi game hay sao ấy, nghe thấy tiếng chân mình đang dình ở đây, cho nên là chạy một cách rất là ngớ ngẩn. Rồi còn một tên nữa ở bên kia, chưa thấy chạy xuống tầng 2 thì phải. Có khi nào lấp sau mấy cái liếp này không ta? Ui khiếp, tiếng súng ở bên trái này anh em ạ, bắn nhau dã man thật. Hình như bắn nhau ở bên nhà đỏ với nhà thi đấu hay sao ấy. Nhà Casio, ai già. Tiếng chân ở phía dưới này, tên ở trên này cầm SKS này. Chạy à? Chạy này. Thôi từ từ đã, để xuống thịt cái thanh niên ở phía dưới đã anh em. Như con boss. Rồi, chuẩn cơm là con boss rồi. Gạt luôn. Rồi. Chạy sang bên này à? Rồi, cứ từ từ đã anh em nhá. Ui, bên kia có thanh niên cầm khẩu M16 táp ghê đấy nhỉ. Ô, K98 này, lấy luôn. Hợp lý. Nói chung là bắn ra mạng là cứ nhìn thấy sniper là cứ phải ẵm vào trong người một khẩu đã anh em ạ. Sa mạc là không bắn được cái combo 2R đâu anh em. Rồi, ô, bên kia cũng có người nữa. Đủ. Đông thế nhở. Ô, thanh niên bị đốc ơi. Mình xin nhé bạn ơi. Ngon, tự nhiên lại có một mạng phờ di anh em ạ. Đấy, còn thanh niên ở trên này nữa. Con run xéo lắm cũng quằn. Này thì sắp lọ với chúng tôi này. Vác sniper ra đấu tay đôi luôn anh em ạ. Thanh niên bị trúng một hai viên UMP cũng yếu rồi. Mình biết quả đấy là chỉ cần vẩy trúng một quả sniper là thanh niên hẹo ngay. Rồi ok. Đây tiếng ở bên nhà đỏ vẫn còn này. Nhưng mà mình cố gắng kiếm một khẩu súng AR đi. M4 M bủng hoặc là AK củng đi, để cho nó ổn định, cứ thế mà bắn thôi anh em ạ. Sờ ca cũng được, ok. Nào, bây giờ bắt đầu nhặt thêm ít đồ nữa rồi ra cam cái bọn ở bên nhà đỏ anh em nhá. Kìa kìa, nó chạy kìa. Nó vừa chạy qua cửa sổ bên phải tầng 3 anh em ạ. Đây, 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 đây. Nào, bạn chạy ngược lại đây là bạn chết này. Chạy ngược lại là chắc chắn chết luôn. Hình như là thanh niên này chạy chạy ra cửa rồi đúng không anh em? Ồ, chạy ra cửa bên trái rồi. Thôi mình cứ dình anh em ạ. Đây, 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 đây. Chuẩn bị vào phòng này. Cái đẹp trả lụa. Ấy, có con boss, có con boss. Con boss, thanh niên này chắc chắn sẽ nghe được thì và quay lại. Và quay lại là bạn sẽ chết. Rồi, đồng đội đến cứu à. Đây, tham binh quả bom này chết luôn. Úi dồi ôi, quả bom đấy tôi nói thật với anh em, không chết thì cũng tàn tật luôn đấy. Nào, chết. Ui chết luôn anh em ạ. Clear, clear, clear. Clear cả hai tên luôn. Quá ngon anh em ơi. Tôm thật sự luôn đấy. Nào qua xem là hai thanh niên có đồ đạc gì không. Mình biết ngay mà, thanh niên kia nghe thấy tiếng chân bót đi tới là kiểu gì cũng tham lam chạy ra mà. Mà chạy ra cái là tôi kê tâm sẵn ở đấy là tôi bắn thôi. Ui dồi ôi, vừa có X3 lại vừa có X4. Ui dồi ôi, lại còn có cả X8 nữa. Mình xin hết luôn nha bạn nhá. Rồi, rút xong đoạn này là mình sẽ thật là cẩn thận anh em ạ. Mình nghĩ là trong khu này vẫn còn người đấy. Chắc chắn luôn. Rồi, bây giờ kiếm thêm một khẩu M4 nữa là đẹp. Bởi vì là ở đây bắn xa lắm anh em ạ. Mà khẩu SK này mà nó chỉ bắn gần thôi, chứ bắn xa thì cũng hơi toang. Không biết là nhà 5 tầng có người không nhỉ? Cứ phải từ từ đã. Không có cây M4 nào trong đây anh em ạ. Mà ở trong đây bắn nhau cũng căng này. Ồ, có tiếng, có tiếng. Chạy đâu đây? Đây, 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 ngay trước mặt mình đây rồi. Đặt tâm trước đi. Ủa? À đây, đúng rồi. Trời ơi, đặt tâm trước là đẹp rồi. Bực thế nhở. Ui,
có tiếng bên trái anh em ạ, nhẹ nhẹ lắm. Ê, trước mặt là con boss rồi, nhưng mà chắc chắn là cái tiếng nhẹ nhẹ ở ở bên trái mình chắc chắn là tiếng người anh em ạ. Người chặt luôn anh em ơi. Xem nào, có M4 không? Không có M4 rồi. Thôi cứ cầm SK bắn tạm đã. Từ từ để mình check cái tiếng chân nhẹ nhẹ ở bên trái đã anh em ạ. Dễ gì ăn chúng tôi. Bên này là chắc chắn là không có rồi, bởi vì mình chạy qua chạy lại không thấy cái tiếng chân bên 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 trái lúc mà mình đứng ở hàng rào ấy, chắc chắn là của người, không thể nào là của boss được. Tiếng chân kiểu rình rập ấy. Nó chỉ cử động nhẹ một cái thôi anh em ạ. Nào từ từ. Mình nghĩ một là nó ở sau mấy cái hàng rào, hoặc là hai là ở sau mấy cái liếp. Nhưng mà nếu mà nó ở sau liếp, sau mấy cái liếp này này, là nó đã bắn mình rồi. Suy ra nó chỉ một là ở hàng rào sát mình, hai là ở hàng rào sát với nhà L thôi. Rồi ok. Bây giờ muốn biết là phải ra check cơ anh em ạ. Bởi vì là dễ thằng đấy nó nằm xuống rồi, hoặc nó ngồi im. Đây để mình ra check anh em ạ. Sống chết có số, phú quý do mình đúng không anh em? Cứ chiến đi. Mình tội gì mà mình không ra check. Mình mạnh là mình có quyền đúng không anh em? Nào. Ô, hình như mình nhìn thấy một thằng. Rồi bạn ơi, chết đi, thanh niên Thái Lan anh em ạ. Nghĩ nằm đấy mà không ai nhìn thấy à? Rồi ôi, bạn nằm cũng khéo đấy. Nhưng mà rất tiếc với bạn là ở chỗ này nó có mấy cái đoạn tường vỡ, mình chạy chéo mình nhìn thấy bạn rồi. Lần sau có nằm thì chọn chỗ nào kín kín hơn nhá. Đó anh em thấy chưa? Ồ, tiếng súng, tiếng súng, tiếng súng. Úi trời ơi, bọn nó ở trên đồi kìa. Ai già. Như vậy là tự nhiên lại có một team ở trên đồi này à? Ảo thế nhở? Để mình sẽ đi vòng vòng vòng, mình dừng ở đoạn này nhá. Để mình bắt cho nó dễ anh em ạ. Làm lon nước để lấy cái hiệu ứng chạy nhanh đã. Rồi sau đó tính tiếp. Ô, mình tưởng mình bơm cái kim tiêm, hóa ra mình bơm nước à? Ôi giời ơi. Ok, có hiệu ứng chạy nhanh rồi anh em ơi. Phải cẩn thận anh em ạ, bắn mắt sa mạc này. Việc các bạn đi vòng và móc ấy, nó cũng khá là khó khăn đấy. Mình nghĩ là bọn này nó chỉ có chạy xuống khu nhà dưới này thôi. Không chạy đi ở đấy, đấy đúng rồi. Vừa nói xong. Nó chạy ở chỗ hàng rào này. Ái già. Mấy thanh niên này đứng đây bắn nhau à? Hay là bắn ai ta? Hơi bị lạ lùng đấy. Mấy thanh niên đi lút dạo này thì chắc là cũng không nguy hiểm lắm đâu anh em ạ. Trừ những cái tên mà kiểu nó phi vào những khu vực gọi là nóng, những khu vực hot thì mình sợ thôi. Còn đi lút dạo này thì mình cũng không sợ lắm. Thứ nhất là đi lút dạo thì đồ đạc nó cũng nghèo ấy. Mình ôm thì nó cũng dễ. Bọn này nó chạy đi đâu anh em ạ? À. Chạy rồi. Ôi trời ơi. Vậy mà không chết kìa anh em kìa. Vãi nồi. Vô lý, vô lý. Rồi bình tĩnh đã nhá. Hình như là team này chỉ có hai tên thôi anh em ạ. Nhưng mà cũng gọi là phải cẩn thận, tránh chỉ định, gọi là cứ nghĩ hai tên rồi lao thẳng vào team nó, tí nữa 3-4 lòng súng nó bắn cho thì chỉ có nát người đấy anh em ạ. Phải kiếm được những góc mà kiểu backup, back củng nó kia các thứ. Đây. Nói chung ở map sa mạc này các bạn cầm K98 thì nó cũng đã là ngon rồi anh em ạ. Thật sự luôn đấy. Bởi vì là mũ 3, giáp 3 ở cái map này nó cũng không phải là nhiều đâu anh em. Chỉ vào những khu nóng thôi, những khu hot thì mới có. Chết đi. Ui dồi ôi, vậy mà không chết. 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 Rồi, bạn phải chết. Bạn định làm gì? Ái già, thằng đồng đội chạy sang bên đường rồi anh em ạ. Ôi, thế thì thôi, tôi gạt đồng đội của bạn. Bạn không đấu súng. Bạn không đấu súng với tôi gạt đồng đội của bạn. Rồi, thằng này nó chạy sang bên đường. Vậy là... À, mình hiểu ý đồ rồi. Mấy thanh niên này lút dạo chắc là kiếm được tí tiền. Định ra cái chỗ... trạm xăng ở phía dưới này để
để mua đồ này, có cái shop ở đấy. Ui rồi ôi, tưởng thế nào? Ok, các bạn chờ tôi tí. Mẹ, thề luôn anh em ạ, chơi cái map sa mạc này nó tính toán đau đầu vãi đồi luôn. Bởi vì map sa mạc là một trong những map mà di chuyển nó rất khó khăn luôn, địa hình phức tạp. Nhưng mà thật sự phải nói với anh em, nếu mà cái map sa mạc này ấy, mà nó có sự kiện ấy, như cái đợt mà anh em nhớ bão cát không? Đó, không cần có bất cứ một cái sự kiện gì người ta gọi là to tát cả, chỉ cần bão cát và có hồi sinh thôi, sa mạc nó đông dã man, sa mạc nó vui dã man. Các bạn thấy không? Có cái đợt mà bão cát ấy là team mình gần như chỉ chơi map sa mạc nó vui. Nhưng mà sa mạc lại là một trong những map giống như con ghẻ anh em ạ, không được nhiều người chơi. Không hiểu sao bây giờ người ta cứ tập trung vào những cái map kiểu như kiểu Irengo thì ok, nhưng mà Livic tập trung vào những map mà có thời gian chơi ngắn ấy, để thu hút người chơi ấy, người ta bỏ luôn cả map sa mạc này rồi. Ồ, có con bác gỉ giữa đường kìa, ảo vãi. Để mình vòng này. Ôi rồi ôi, vãi nồi ạ. Sao bạn này ngáo thế, ngáo đét luôn anh em ạ. Nào bắn nhau ái già. Ủa cái tiếng súng thì như kiểu bắn bằng khẩu gì nhở, tự nhiên mình quên tên. Win 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 94 anh em ạ. Ở còn bên này thì sấy hơi bị căng này, từ từ nhá. Có vẻ trong trong cái khu này là khá là đông người đấy. Đó, vẫn cầm Win 94 bắn kiểu ghét vãi đồ luôn. Tôi nói thật với anh em á, gặp mấy cái team mà cứ cầm Win 94 ấy bực mình lắm. Kiểu nó cứ rỉa mình ấy, tức vãi đồi luôn. Mà khẩu Win 94 có vẻ là một trong những khẩu mạnh đâu, nhưng mà nó rỉa kiểu khó chịu ấy. Sao mấp ở đây mà không nghe thấy tiếng chân, tiếng chủng gì nhở? Ái già. Trong trạm xăng. Trong trạm xăng. Rồi, chết bạn. Chết bạn chưa, cho bạn chưa nhớ. Nào, để yên, để yên. Vừa bắn nhau ì xèo ở đây, mình không nghĩ là có một tên đâu. Đó, sa mạc là lúc nào bọn nó đi cũng có đôi có cặp hết anh em ạ. Ai à, thôi, chết 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 chết. Ui, Win 94 gì mà đau thế. Win 94 bắn một phát vào 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 giáp mà mất nửa máu anh em ạ. Vãi nồi, mới fix Win 94 à. Ảo ma Canada vãi trưởng ạ. À, chạy sang bên này. Ai à, ui trời, thằng rồi nó nhìn thấy rồi anh em ạ. Úi rồi. May quá không chết. Ui, có giáp mới để cho mình thay luôn này. Thằng này nó sấy súng gì vậy? UMP à? Ồ, đẩy luôn á hả? Ôi rồi ôi. Bạn nghĩ tôi gà? À, bạn nghĩ tôi gà? Bạn nghĩ tôi gà? Nào, đồng đội bạn đâu? Chạy qua đây. Chạy qua là mình cho gọi là tiễn vong luôn anh em ạ. Nào, chỉ sợ nó đi vòng thôi anh em, chứ nếu mà nó cứ trực diện. Một thanh niên trong nhà, một thanh niên đứng ở chỗ cái kia. Vậy là có hai tên này. Nào, thò ra một cái thôi là hình như là nó biết mình ở đây rồi hay sao ấy. Để em mình dụ xem nào. Nó cũng đắp bom anh em ạ. Ai da, căng thẳng thế nhở. Vậy là một tên trong nhà. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Nào vào đây bạn. Mạnh mẽ lên chứ. Bom nhiều thế nhở. Nhảy, nhảy với chúng tôi. Chết luôn à. Ủa, mình nghe thấy tiếng chân của hai người các bạn nhở. Ôi, có khi là lát tiếng chân rồi. Đó, dạo này lát tiếng chân dã man. Rõ ràng là hai tiếng chân. Một cái, một là ở trong chất liệu trong nhà, một là ở chất liệu của tên ở ngoài này đấy. Nhưng mà nếu mà mình đã clear này thì chắc chắn trong nhà cũng không có người rồi. Bởi nếu trong nhà có người thì là hai team khác nhau thì bọn nó phải bắn nhau chứ. Mà là nghe nhầm rồi anh em ạ. Ui, ở ngoài kia bắn nhau kìa. Ui, nguyên nguyên kìa. Đây, 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 đây. Một thanh niên đang ngồi trên xe này. Nào, chạy đi, chạy đi. Có vẻ team đấy khá đông đấy anh em ạ. Mình bắn xong mà thấy chạy lộn nhộn ở đấy chắc cũng phải có 3-4 người đấy. Đông lắm. 3-4 người đấy.
cái lốp sau luôn này. Cho các bạn khỏi đi. À, ai dạ? Định lấy xe đi không được đâu bạn ơi. Rồi. Chủ ơi, cầm AUG thì tự tin lắm anh em ạ. Thấy tầm gần nó cứ phải gọi là hết sảy con 37 luôn. Ui, nghe tiếng súng bắn nhau kìa, ròn tan luôn. Nghe mà đã hết cả tai. Để mình áp sát gần gần vào xem là có rỉa được tên nào không thì mình rỉa anh em nhá. Nói chung là bắn nhau ở map sa mạc này chỉ có rỉa thôi. Rỉa từng tên một. Chứ mà tí nữa mà đi mà lên xe đi mà cứ bốn thằng nó chạy ở đằng sau nó vỉa mình thì nói thật với anh em là chỉ có chết thôi. Ai già, trên đồi cũng có thanh niên nữa. Một viên vào đầu, làm cái kẻng gái này. Nghe thấy kẻ một cái thôi là sợ ngay anh em ạ. Mình vẫn muốn tiêu diệt cái bọn ở trong nhà cơ. Bọn trong nhà nghe vèo hổ báo lắm anh em ạ. Nó nhìn thấy ai nó cũng bắn. Nhưng mà hình như nó chưa biết mình chạy sang bên đường này sao ấy. Đây đây, có một thằng. Có một thằng đang nằm đấy. Nằm đi đâu. Hình như cái team này team Thái Lan hay sao ấy nhở. Ai à, ôi ôi, vãi nồi. Anh em thấy nó bắn chưa? Dã man thật. Đứng đâu bắn ta? À, đứng đây bắn à? Nào. Mẹ, mình bơm máu xong đang định bắn nó thì lại rụt về. Nào, thằng sau xe, mày có muốn chết không? Ôi, vãi nồi ạ. Có thằng nào nó đứng ở đâu bắn căng thế nhở? Ô hình như thằng ở đằng sau mình chết luôn rồi anh em ạ. Bơm quả máu rồi đi bo đã. Chết rồi. Hơi khó rồi đây này. 13 kill. Cố gắng ăn thêm 5-6 kill nữa là đẹp. Ái ôi. Bình tĩnh đi. Úi dồi ôi, trước mặt kìa. Úi dồi ôi, đông thế. Ui. Đường về nhà là vào tim ta. Cái bọn thanh niên đang đắp ở bụi cây vì mình đang chết anh em ạ. Buồn cười vãi rồi, từ từ vào nhà đã. Ai vãi trưởng ạ. Tôi cứ tưởng bạn ấy là đồng đội của mấy cái tên kia cơ. Ui, tính ra mình đâm xuyên qua một team ở bên đường này, một team ở đồi này, với một thằng nó lấp ở sau cái bụi cây nữa. Là ba team anh em ạ. Ui, ai à, để ra bắt à. À, ghê nhờ. Đẩy ra bắt này, một tên. Đẩy ra bắt với chúng tôi á? Bạn nghĩ gì vậy? Rồi, thế mình lên mình lấy cái cục đá này. Ôi, có người. Đây rồi. Hai tên. Rồi, trời. AUG mà nó giết thì hiếm khi mà có thể sống được lắm. Ui, tiếng súng kìa anh em kìa. Đã chưa? Mẹ. Mình cứ ra kiểm tra xem là đồ đạc của các bạn ra sao đã. Cứ từ từ anh em ạ. Còn 6 tên nữa. Chắc là hai team đấy. Đúng rồi, cứ bắn nhau đi, bắn bớt bớt đi. Bởi vì là cái map sa mạc này nó không có những cái backup cứng đấy anh em. Cho nên là cân 4 nó cũng khá là mệt mỏi đấy. Đấy, nó mấy cái đồi này nó ra lên cái rồi nó nhìn thấy mình nó sấy đau lắm. Phải có những cái chỗ backup cứng cơ để mình tìm, phải có một cái góc nào đó backup cứng cơ. Ui thôi xong rồi. Chết tôi rồi. Rồi ok. Ui chúng nó đẩy lên rồi. Team này đủ 4. 4 thằng team nó rồi. 4 thằng team nó rồi. Vãi rồi. Nó đông quá anh em ạ. Ui nó cũng cầm khẩu AUG kìa. Hai trưởng top 2 ạ. Mẹ đang đi tìm cái góc backup cứng anh em ơi. Thì bị bắt. Vãi trưởng. Đẹp. Ok, như vậy là mình đã đem đến cho anh em một trận đấu solo squad ở cái map sa mạc thì rồi. Nếu anh em thấy hay, đừng quên để lại cho Tuấn HC một like cũng như đăng ký kênh nhá. Tạm biệt mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn HC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.